Trạm y tế phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức hôm nay nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của những bóng áo nâu và những người già khó khăn trên địa bàn. Ông Lép là một trong những người đến sớm nhất, đăng ký đầy đủ thông tin để được khám bệnh và nhận thuốc miễn phí. Hôm nay á thì tôi cũng có được dịp này đi khám nhờ chùa thì tôi hai để tổ chức cho cô bác đi khám và nhận quà miễn phí. Thì thành thật cảm ơn nhà chùa thầy tôi hai. Cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả nên được đi khám bệnh miễn phí, bà con phấn khởi ra mặt. Bên cạnh đó, 150 phần quà cho người già khó khăn trị giá 45 triệu đồng và 200 gói thuốc A điều trị COVID-19 được chùa Thiên Tôn 2 gửi đến bà con phường nhân chương trình. Cá nhân tôi là một nhân viên y tế thì tôi thấy đây là một cái việc rất là có ý nghĩa, rất là nhân văn. Tại vì thời gian qua thì dịch bệnh cho nên cái điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân cũng thiếu thốn, khó khăn rất là nhiều. Thì thông qua chương trình này thì nhân viên y tế cũng như là đoàn thanh niên thì cũng góp một phần sức của mình vào cái công việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thông điệp của thầy lúc nào cũng hướng đến tất cả những người khó khăn, nghèo. Làm sao thì mình góp một chút cái cảnh hoa tươi trong cái vườn hoa của xã hội cũng như trong địa phương Thủ Đức nói riêng, nói chung làm sao cho mọi người bớt nghèo đi, không còn cảnh nghèo khó khăn, mọi người đỡ cảnh làm ăn đầy đủ và khá hơn. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, bà con đến khám bệnh theo từng nhóm nhỏ. Sự ân cần và quan tâm của chư tăng, y bác sĩ chính là liều thuốc tinh thần, động viên để người dân vượt qua khó khăn, vui sống mỗi ngày.